Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức khóa học kể chuyện trong phóng sự truyền hình cho hơn 30 phóng viên, biên tập viên thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ và các đài phát thanh và truyền hình trong khu vực. Tại khóa học, nhà báo Nguyễn Ngân, Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam trao đổi truyền đạt một số nội dung trong thực hiện thể loại phóng sự truyền hình như kết cấu, viết lời bình, khai thác nhân vật trong câu chuyện phóng sự, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quá trình tác nghiệp để tạo ra phóng sự hay, hấp dẫn người xem. Khóa học diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 4 năm 2024. Khóa học lần này nhằm trang bị cho phóng viên, biên tập viên các đài phát thanh và truyền hình những kỹ năng cần thiết trong thực hiện phóng sự truyền hình, qua đó nâng cao chất lượng sản xuất tin bài cho các đài, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.